nông dân miền Tây Vlog chào chú anh chị nha. Thì hôm nay em đang có mặt tại cái khu vực của chú Tấm Sang. Thì chú Tấm Sang ở Sài Gòn xuống của chú anh chị. Thì theo yêu cầu của nhiều của chú anh chị khán giả cũng như là các anh em YouTube và bên phía gia đình của bé Ngọc thì gọi điện nhờ chú Tấm Sang để nhờ chú Tấm Sang tham gia vào cái cuộc tìm kiếm bé Ngọc. Hôm nay là mất tích 11 ngày rồi. Tuy nhiên thì bên phía gia đình cũng như cơ quan chức năng địa phương cũng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng mà không thành công. Thì hôm nay bên đội chú Tấm Sang cũng đang tiếp tục xuống nơi cái khu vực của bé Ngọc để hỗ trợ tìm kiếm đưa xác bé về để mà mai táng. Thì không biết cái cuộc tìm kiếm nó có thuận lợi, có thành công hay không. Thì bây giờ thì nông dân mời cô chú chị cùng với nông dân chờ đợi cũng như xem tiếp. Thì ở đây nông dân đang đứng cạnh chiếc xe cứu hộ của chú Tấm Sang. Đây là chiếc xe cứu hộ của chú Tấm Sang. Đây là xe cứu hộ của chú Tấm Sang của chú chị. Thì rồi thì ở đây thì cũng có rất là nhiều anh chị em YouTuber. Đây thì ở đây nhiều YouTube lắm. Nhưng mà cũng đang chờ đợi cái thông tin của chú Tấm. Không biết như thế nào thì mời cô chú chị cùng với nông dân chờ đợi thêm chút xíu nữa ha. Giờ thì đang đợi bên phía chú Tám về của chú chị. Thì nãy giờ thì đợi cũng rất là lâu rồi, khoảng trên 2 tiếng rồi. Giờ gần 5 giờ nhưng mà chưa thấy. Chắc lẽ là chú Tám chạy cano đi tìm rất là xa nên chưa thấy. Đây thì rất là nhiều anh chị em YouTuber tập trung đây rất là đông để canh cái lúc mà chú Tám đi về. Tám đây thì đi xuống là có hai xe cứu thương, một xe cứu hộ. Hiện tại thì đã gần 6 giờ của chính trị. Chú Tám Sang vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ở ngoài kia. Nhưng mà ở trong đây thì bà con hoặc là các anh em YouTube thì cũng còn rất là đông đang tập trung. Mấy anh em thì đang thuê giỏ để tự tìm kiếm hay là tự đi quay theo hay sao không biết. Thì đây nông dân thấy là những anh em YouTuber đang thuê cái giỏ để chạy. Các anh em đang thuê giỏ để chạy theo. Thì không biết đi thuê để chạy theo để quay hay là để đi tìm thì thật sự thì mình cũng chưa có biết chính xác họ muốn làm cái gì. Nhưng mà thôi thì cái đó là cái chuyện nỗ lực tìm kiếm, nhưng là cũng ghi nhận. Biết đâu may mắn hay là hợp với cái người nào thì tìm thì gặp thì đó là nó sự may mắn. Giờ là 6 giờ rồi, nông dân cũng liên tục cập nhật đến cô chú anh chị từng phút để cô chú anh chị nắm bắt được cái tình hình như cái công cuộc tìm kiếm bé Ngọc của cả bà con ở thành phố Gạch Giá này cũng như là riêng gia đình và chú Tám Sang. Rồi bây giờ thì đội tìm kiếm cứu hộ của chú Tám cũng đã vô rồi được cô chú anh chị. Thì do chưa có những thông tin được sáng rồi.
xong bữa nay không biết chú Tám có tìm kiếm nữa hay không thì chưa biết được, đợi chú Tám lên bờ thôi. Đem lên đồ, đem đồ lên bờ hết. Thì nếu như mà ngày nay mà tìm kiếm mà không có thì bộ chưa thấy nha, thì 11 ngày chưa thấy nha, qua nó bệnh này là 11 ngày của chính chị. Thì thật sự đội của chú Tám đi tìm thì cái khả năng đi tìm được nó cũng đầy đủ,
nào là cano, trang bị tất cả các vật dụng đi tìm rất là xa nhưng mà cũng vẫn không tìm được, thì đừng nói gì tới bên phía những cá nhân đi tìm. Thật sự thì nông dân cũng có đi tìm thì nông dân biết, thì tìm thì mình tìm thì nó nổi lên thôi, còn bên phía chú Tám thì chắc cũng có cái kỹ thuật hay là có một cái kinh nghiệm tìm giác xác rất là thâm niên, rất là dày dặn kinh nghiệm, cho nên chú Tám mà tìm không gặp nữa thì các đội khác thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Điện máy lên luôn. Nghĩa là gửi lên nhà là chắc còn ngày mai còn đi tìm nữa. Kết quả tìm kiếm là hình như là chưa gặp các bạn. Những cano hơi. Bây giờ bắt đầu có xả hơi ra. Xả hơi ra đang đi xếp cái thuyền này. Thì cũng nhiều cô chú anh chị là kỳ vọng vào cái cuộc tìm kiếm của chú Tám Sang, nhưng mà cái điều đó thì nó cũng nhiều cô chú anh chị cũng đã lường trước hết rồi cô chú anh chị. Thật sự thì đối với hôm nay là cái ngày thứ 11 rồi, cho nên cái cuộc tìm kiếm thì nói chung là nó mông lung, nhưng mà vì trách nhiệm, vì cộng đồng nên chú Tám cũng tiếp tục tham gia. Thì biết đâu thì chú vẫn còn tiếp tục trong cuộc tìm kiếm nữa mình thì sao, biết đâu hôm nay không được thì ngày mai có thể là ngày mai sẽ tìm thấy bé. Thì bây giờ mời cho chú chị nha. Ở phía bên trên đó là bà con và những anh em YouTube cũng đang chia sẻ. Mời cô chú chị lên trên xem. Mọi người né ra cho chiếc xe kia nghe lại cái cả nhà. Yeah.
giờ chắc đồ lên xe. Theo như chia sẻ thì ngày mai thì sẽ ra cửa biển. Ngày mai là ra cửa biển. Giờ chắc đồ lên xe nghe cô chú chị. Vẫn chưa tìm được hả chú? Dạ. Có cái manh mối nào khả nghi không chú Tám? Vô phương hả? Chú Tám mà nói vậy thì nó rất là khó. Dạ. Kiểu như cái ca này là chú Tám đã xác định ngay từ đầu là rất là khó, nhưng mà vẫn còn một chút hy vọng thì vẫn tiếp tục thôi. Cái này mình có khả nghi được bao nhiêu phần trăm không chú Tám nhỉ? Trôi hơn 10 ngày rồi. Đó. Dạ. Đó. Tìm đi theo con nước để mà tìm. Mà tìm hơn thua để giúp được. Có duyên với cháu thì tìm thấy cháu ngủ có duyên rồi cũng phải bó tay thôi. Dạ. Dạ. Vậy là bây giờ mình cũng không được phần trăm nào luôn cả nhà. Nói chung là chỉ còn cứ hy vọng thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã vô phương rồi. Thì tập kết rồi ở đây để bắt đầu kiểm tra xong. Bà con vợ lùi xác giùm con cái bà con ơi. Lấy nữa công an cả lên nó mất an ninh của chỗ rồi nó nữa. Cậu thôi tập lấy dây xác vô đi bạn ơi. Một máy nặng ghê luôn. Hai người kia. Cầm một máy kia. Được thôi. Mình ở đây là cũng như là cũng thăm đêm rồi.
xuống miếng này coi. Chụp hình á, chụp hình sáng chú Tám thằng bé nó muốn chụp hình với chú Tám, cho chú Tám hiểu quá con. Fan fan hâm mộ của chú Tám rồi. Fan hâm mộ của chú Tám nha. Con mang mỗi túi này chú ơi. Nó giấu chai xì tên nó uống nè. Con thủy. Nó nguyên thục không hả? Uống đi cho nó bệnh. Trong đây toàn là xì tên. Giờ giờ bố chạy dọc nó xì tên rất đầy nó. Bao rớt. Ông uống cũng khui liên tục luôn. Nó tranh thủ tranh sớm. Ông ghé vô mấy cái cà phê ông mua đá quá trời luôn. Khó lắm. Chú lắc đầu rồi. Mẹ cố gắng để giúp đi tìm thôi chứ thật ra khó lắm nha bạn. Tại cái vị trí mà cháu nó xảy ra cái sự cố á, nó ngay cái đầu dôi, mà ngay đầu dôi đó là nước nó đẩy ra là đi ra hai cái cửa biển. Dạ. Giờ từ trên vệ tinh xuống mà tính theo cái sơ đồ mà dòng chảy với lại cái nhánh sông rồi á, khả năng mà tìm cháu rất là khó. Tại vì đó, hai cái, ngay cái đầu vô đó, nó tách ra hai cái cửa biển nó rất là nhanh. Quan trọng ngay lúc cái thời điểm đó cống người ta mở nữa hay là như thế nào. Mà nếu mà ra biển rồi thôi cũng vô phương. Theo chỉ có là cầu mong mà nó còn ở bên trong sông á. Chỉ đó là mong manh thôi. Có bao sát nè. Cũng đang bao sát như này. Vòng nhỏ là cái cơ hội là khoảng bao nhiêu phần trăm chú Tám có. Trời ơi làm sao mà biết được bao nhiêu phần trăm. Không có nói được. Gán cố gắng là nó tập nó coi cái dòng chảy chạy theo cái dòng chảy con nước rồi. Nó nhanh xong luôn. Chứ mà nói mà hô nè bao nhiêu phần trăm không á. Không có nói vậy đâu, dâu phải mà thầy bà đâu. Tâm linh tôi cũng tin nhưng mà có cái gì nó lưu biết. Coi theo cái sơ đồ. Cái ở trên vệ tinh mình chờ giờ mình xuống dựa trên sơ đồ đó mình nhánh sông ở đi hướng nào là mình rẽ ra mình đi. Yeah. Đi theo á, bây giờ tôi nói 36 tiếng đồng hồ nó là phải nổi rồi. Yeah. Không có cái gì mà còn nằm dưới đâu. Mò chi là mới đi lặn tội nghiệp người ta mấy anh em thợ lặn nó lặn cực lắm. Yeah. Giờ chỉ đó tìm ở mặt trên đó. Chạy theo mấy cái sơ đồ nữa. Có địa hình của nhánh sông để mình làm. Nhưng mà chỉ có cái đó là chỉ có cầu may thôi. Ngày mai còn đi ngày nữa chú Tám. Ngày gắn đi ngày nữa. Ngày mai gắn đi ngày nữa chứ. Ok. Ở đó lại còn dọn ngày nè, giờ dính ghét người ta. Có ai phụ chú Tám không? Cho quá trời. Mấy 500 kênh là chú ơi. Thay mặt cho bà con cô bác chúc chú Tám nhiều sức khỏe nha chú Tám. Trời ơi. Tám cho hỏi này, đã bao giờ chú nhìn thấy nhiều cái máy quay vào như này cho chú? Chưa bao giờ lần đầu luôn á. Trời ơi. Bởi vì hẹn chuyện hôm qua tôi mới vừa xuống bị công an đuổi là phải lắm rồi. Chú cho con hỏi cái này. Cái làm dần ngồi mất an ninh ta la là phải rồi. Chú cho con hỏi cái nè, bây giờ trong cái cảm giác mà con người của chú được nhiều máy quay như này chú cảm giác như thế nào? Nè, có là lo sợ cung lắm luôn. Cung lắm luôn hả? Chú sợ hả? Rồi cái lúc mà chú ra ngoài biển á thì chú đi tìm bé như vậy đó. Rồi chú có nói với bé như nào hay là cảm giác của chú đi ra ngoài thế nào hả? Cho mình đi tìm thì mình luôn cầu nguyện cho những người mà người ta xấu số mình cầu nguyện, mình hồi hướng cho người ta, mình kêu tên người ta. Dạ. Như vậy thôi, đơn giản mà đâu có cái gì đâu. Làm gì nó phải có logic chút xíu chứ mà nói rồi, ẩm la ẩm la đằng kia, ẩm la ẩm la đằng này thôi tôi sợ lắm. Dạ đó. Vậy? Thì rất giống nữa, tôi mệt lắm, quá trời đông rồi cô chú chị ơi. Thế thì bây giờ đã xong một cái ngày tìm kiếm thì chú Tám cũng đã lên xe về khách sạn nghỉ ngơi. Hy vọng ngày mai tiếp tục tìm kiếm thì sẽ có kết quả, cũng sẽ có được sự thành công mỹ mãn. Chọn nóng giá cả lãnh rồi, chọn nóng giá.
Đây là những anh em đang gắn cái đồ lên xe để gia cố lại, đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi. Đây là mấy anh em YouTube thì rất là đông, chú Tám là giống như một idol của cô chú anh chị. Thì hôm nay thì clip thì nông dân cũng chia sẻ đến cô chú anh chị cái buổi tìm kiếm bé Ngọc đầu tiên của đội thiện nguyện BDS, đội thiện nguyện bạn đáng sống của chú Tám Sang. Đây là chú Tám cô chú anh chị. Thì nông dân cũng xin khép lại cái video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Cảm ơn chú Tám và chúc cho toàn hội có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho người, cho đời. Nông dân cũng xin chào cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip tiếp theo nha.